Rai khu đường giữa, còn Ghost thì vẫn trung thành với lựa chọn Saiya của mình. Không phải là Jin mà nó sẽ là một con Saiya sát lực tiếp theo dành cho Ghost ở khu vực đường dưới. Còn với Hawaii Esports thì sao đây? Ahri và Hecarim sẽ là một combo rất là mạnh để họ có thể chốt sổ Facebook. Nhưng quyết định của họ không phải, họ muốn đánh một con Galio ở khu vực đường giữa của Karis để đi theo cái vòng xoáy không gian của VD ở trong những tình huống đảo hai cánh của anh chàng midlaner của Đông Sim. Còn Hawaii Esports họ sẽ có combo khác so với Ahri và Hecarim, mà nó sẽ là combo bóng ma kỵ sĩ và siêu giáng thế để có thể phối hợp bắt các chủ lực bên phía của Đông Sim trong những tình huống giao tranh tổng. Còn câu trả lời đến từ bên phía của Đông Sim Red Fork khi mà họ có một sự lựa chọn cuối cùng ở Phase 1. Nó không phải là một con tướng hỗ trợ dành cho Effort, người được thay vào thay cho Peter ở ván đấu trước. Và nó sẽ là một con Volibear đi rừng dành cho Dread. Volibear dành cho Dread để đối đầu cùng với Hecarim của Onflick. Và đến với Phase 2 thì Đông Sim Red Fork sẽ có thể cấm đi những vị tướng đánh cặp cùng với Galio tốt như là Kermit của Dudu chẳng hạn. Còn đối với Hogwarts thì họ có lẽ cũng sẽ bắt buộc phải cấm đi những mẫu hỗ trợ đi cặp cùng với Saiya giống như game đấu trước, bao gồm những con bài kiểu như là Nautilus hay là cả con Rakan nữa. Và thậm chí Nông Sim là những người chủ động cấm đi con Nautilus này. Nautilus là L3 đến từ Nông Sim Red Fork, còn với Hogwarts là Na của Kana đã bị loại bỏ đi. Nhắm lên đường trên tương đối nhiều đến từ bên phía của Hogwarts Sport với hai sự lựa chọn cấm ở cánh trên của Kana. Còn với Nông Sim Red Fork thì họ cụ thể hóa luôn với việc tước đi Tam Ken hỗ trợ trong tay của Hawaii Sport để có thể bảo vệ cho một con Zing trong tay của Samdi ở trong giai đoạn về sau. Còn lựa chọn cuối cùng đến từ bên phía của Hawaii Sport ở lượt ban của họ sẽ là con bài gì đây, có tiếp tục nhắm vào Kana hay không, hay sẽ là một con bài hỗ trợ khác đến từ vị trí của Redford bị loại bỏ. Có tới 3 hỗ trợ bị loại bỏ trong hai lựa chọn cấm đến từ cả Nông Sim và Hawaii Sport rồi, và đây là con hỗ trợ thứ tư, đó là Rakan. Và như vậy bên phía Đông Sim hoàn toàn cấm V-Star chứ không cấm Dudu, chấp nhận cho Dudu đánh được Kermit khu đường trên để bắt cặp cùng với Galio. Họ không ngại lắm những tình huống tối hậu thư đến từ Dudu bởi vì carry của họ đang là một con Saiya, một mẫu chất tướng xạ thủ có khả năng tự bảo kê bản thân tốt. Và quyết định hỗ trợ đưa ra từ Đông Sim Red Frost trong bối cảnh là mất Nautilus, Tam Ken cộng với Rakan đang là một con Leona hỗ trợ dành cho Effort. Có khá nhiều hỗ trợ hiện tại mở ra dành cho Effort với kiểu như là Leona hay là Alistar, nhưng ta quyết định lấy Leona nè. Còn Hogwarts sẽ đưa ra cho chúng ta câu trả lời rằng đường trên của họ. Dudu trong ván thi đấu này anh ta sẽ lựa chọn vị tướng nào? Urgot không phải là một lượt light pick hiệu quả bởi vì còn rất là nhiều counter pick của Urgot, và đó là một con Rheta Class. Sẽ không phải là một hỗ trợ mang thế đường mở một cách quá là trực diện đến từ bên phía của Hogwarts Sport, mà đó sẽ là một con Rheta Class để chống băng vào. Tôi nghĩ là như vậy, đến từ bên phía của Hogwarts Sport, một cái hợp chức điên loạn được tung ra ở cái thời điểm lao vào của Leona đến từ Volibear nữa, thì nó sẽ là một cái pha ngắt mạch giao tranh rất là tốt, mà cái mắt ngắt mạch lao vào rất là tốt đến từ bên phía của Hogwarts Sport, và họ sẽ cụ thể hóa ở cánh trên bằng một đường đơn mạnh, bằng việc khóa lại một con Tryndamere dành cho Dudu ở cánh trên. Còn với một lựa chọn counter pick của Đông Sim Red Fork ở khu vực đường trên thì đây có thể sẽ là một con Akali à. Fiora có vẻ ổn áp hơn dành cho Kana, nó đã được khóa lại dành cho top laner của Đông Sim Red Fork. Đây là một cái kèo đấu mà rõ ràng là con Fiora trong giai đoạn đầu với việc khai thác điểm yếu thì nó có thể kiểm soát được sức mạnh của Tryndamere ở trước cấp độ 6. Nhưng nên nhớ rằng Tryndamere cũng là một con bài rất là nguy hiểm khi mà hoàn thành xong cho mình một trang bị đầu tiên và ngưỡng sức mạnh đạt khi mà con bài này có được cho mình cái từ chối tử thần. Và đây là một cái kèo đấu mà thiên rất là nhiều về mặt kỹ năng tới từ hai người chơi. Hoàn toàn đồng ý, những kèo đấu mang tính chất kiểm soát con trên miền khu đường trên là những kèo đấu tôi cảm giác như nó rất mạo hiểm nha. Kể cả những vị tướng như là Na, Jay hay là Grave đi đối đầu cùng với con Tryndamere khu đường trên, chỉ cần bạn thi đấu lỗi một nhịp thôi để cho Tryndamere có được cơ hội có được một mã của khu đường trên thì đó sẽ là một con đường nó rất khó khăn khi mà Tryndamere là bị tướng lăn cầu tiết cực kỳ mạnh. Fiora cũng tương tự là như vậy. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều những con Fiora được pick theo dạng là counter pick Tryndamere mà để rồi đánh không ra được chất tướng Fiora, không counter pick được. Và khi Tryndamere bắt đầu có lợi thế thì những vị tướng đó lại tỏ ra quá yếu trong những tình huống phòng ngự, và thường là sẽ chết ở cấp độ 6 dưới trụ do Tryndamere có tới 5 giây để từ chối tử thần và băng trụ các cái mục tiêu yếu máu đấy như vậy. Và để xem ngày hôm nay thì khi được counter pick và khi lựa chọn tự tin con Fiora vào thì Kana sẽ thể hiện như thế nào. Trước đó tôi thấy anh ta mang theo cho mình phép bổ trợ dịch chuyển chứ không phải là những phép bổ trợ mang theo hướng đánh tay đôi mạnh khu vực đường trên, và để xem vào trong game thì anh ta có đổi nó sang những phép bổ trợ khác hay không.
Ván đấu thứ hai trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2022 giai đoạn lượt về cuộc đọ sức giữa Hangwha Esports và Nongshim Redforce, khi tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về bên phía của Nongshim Redforce. Và các bạn đừng quên để lại thêm những lượt like và subscribe cho kênh phát sóng LCK tiếng Việt và luôn like của chúng tôi với bản quyền phát sóng thuộc về Boxsport. Một game đấu không có quá nhiều ý nghĩa đến từ bên phía của Nongshim và Hangwha. Và ở ván đấu thứ hai này thì chúng ta đang được thấy một kèo đối đầu thiên rất là nhiều về mặt kỹ năng. Như vậy sẽ không có bất cứ một sự thay đổi nào về phép bổ trợ đến từ Kana, vẫn sẽ là tốc biến và dịch chuyển dành cho Fiora của anh ta. Nhưng đây sẽ là một cái kèo đấu mà mang cái tính chất thiên hướng 1-1 rất là nhiều. Và thường thì những người chơi Fiora khi mà đối đầu với Tsunami thì nó sẽ là một cái tốc hành và tốc biến, để có thể nếu như bạn không có áp lực thì bạn có thể rút lui được với việc là ngang phép bổ trợ sau lại đối phương. Nhưng đây là một con Fiora với áp lực muốn đẩy lẻ ở giai đoạn sau cùng một cú dịch chuyển tới từ Kana, và để xem anh ta sẽ thể hiện cái áp lực đến từ cú dịch chuyển với phép bổ trợ của mình như thế nào ở trong giai đoạn sau. Còn giai đoạn đầu là một giai đoạn rất là quan trọng đến từ con Fiora và Trindam nha. Fiora sẽ cần phải khai thác càng nhiều điểm yếu của Trindam càng tốt để đẩy đường tốt hơn, có áp lực về việc chết chiêu tốt hơn so với lại đối phương. Vòng dừng đến từ Offlix sẽ là khởi đầu từ trên xuống, giống như cách anh ta làm ở trong ván đấu thứ nhất, để có thể hướng xuống cặp đôi Samdi và Vista. Một cái điều kiện thắng tương đối là trực quan đến từ bên phía của Hangwha Esports, khi mà họ vẫn cần phải dồn tài nguyên dành cho con carry chính của mình này. Tỷ lệ thắng với Jin của Samdi đã không tốt, với 2 ván thắng và 8 ván thua. Màn trình diễn của anh ta ở game đấu đầu tiên là rất sáng, nhưng anh ta đánh rất hay con Jin ở game đấu đầu tiên. Mặc dù đó là một thế trận không hề dễ dàng cho bên phía của Hangwha Esports, nhưng anh ta vẫn farm rất ổn theo thời gian và có một lượng trang bị rất lớn. Chỉ tiếc là anh ta chưa kịp bắn trong tiếng giao tranh cuối cùng thì nhà chính của anh ta đã bể mất rồi. Và trong khi đó thì những lượt pick đến từ phía Nongshim Redforce thì đang có một lượt first pick con Fiora tại mùa giải này đến từ Kana. Và tỷ lệ giữa Fiora và Tsunami đang là 3-0 ở tại LCK mùa này. Một cái thông số cho thấy rằng Fiora đang là vị tướng được dùng để kiểm soát Tsunami khá là hiệu quả, và để xem nó có tiếp tục phát huy hiệu quả trong ván thi đấu này hay không. Vòng rừng đến từ cả hai người chơi rừng đều có dấu hiệu ăn từ trên xuống, và họ đều đang tiếp cận những bãi quái rừng tại khu vực đứng dưới rồi. Và tốc độ đến từ Onflick đang là tốc độ nhanh hơn so với Volibear của Dread. Điều đó đồng nghĩa với việc là việc tiến ra khu dưới nó sẽ nhanh hơn dành cho Onflick. Đứng dưới bên phía của Nongshim đang bị đẩy, và đó sẽ có thể là một tình huống mà Dread cần phải suy nghĩ lại về việc ra cua. Còn đứng trên lúc này thì áp lực đang thuộc về Kana hoàn toàn với việc đã có được cơ đội 3. Nãy giờ thì tôi thấy những cái tình huống mà cái điểm yếu đến từ Dudu nó không thực sự quá là thoải mái cũng như là thuận lợi dành cho Kana để anh ta khai thác, nhưng đây vẫn là một con Fiora trao đổi chiêu tốt hơn dành cho đường trên bên phía của Nongshim Redforce. Pha đường kiếm chuẩn xác của anh ta, nhưng đây là pha 2-2 đến từ cặp mid rừng của cả hai đội. Và BD có thể gặp nguy hiểm trong pha này khi anh ta dính khiêu khích, dính khá nhiều sát thương đến từ Offlink, gọi sớm đã được tung ra đến từ Dread, chạm đòn đến từ bộ đôi bên phía của Nongshim Redforce, và họ mới là những người có được chiến công đầu. Redforce di chuyển ra thì đã là tương đối trễ, và mặc dù vậy thì họ vẫn có một tướng tấn công với cú tốc đến thiên đình kiếm. Cứu cánh không cứu nổi Vista cho tình huống này, vì không ai bên phía Nongshim nằm xuống cả. 2 ma 2 gục dành cho Nongshim Redforce trong ván thi đấu thứ hai này, và đó là một khởi đầu vô cùng thuận lợi dành cho họ. Tôi cứ ngỡ như Onflick sẽ là người ra cua trước, nhưng không. Anh ta ăn bãi người đá và mất một khoảng thời gian khá dài. Khi ra tới nơi thì cua đã bị ăn mất bởi Dread. Và hai người chơi đứng giữa cũng can thiệp cho tình huống đánh nhau vừa rồi, thì cái tốc hành đến từ Onflick trong pha vừa rồi nó đã không phát huy tác dụng tốt. Và để rồi anh ta bị trả sát thương lại phải lên bảng trước lượng hiệu không chế đến từ Rai cộng với một con Volibear và cả sẵn sàng tấn công nữa. Onflick mất mạng sớm, mất cả cua trên. Một vòng rừng thiệt đủ đường dành cho người chơi rừng bên phía Hàn Quốc. Và pha di chuyển ra đến từ Vista nó cũng rất là chấm hỏi nha. Anh ta di chuyển cực kỳ là hớ hênh, và thậm chí là tiếc tốc biến trong cái pha đó để có thể tránh khỏi cái tình huống mà dính cái thiên đình kiếm đến từ vị trí của Efron, khi mà hỗ trợ bên phía của Nongshim cũng đã đầu tư vào cú tốc biến rất là nhanh tay rồi. Và 2-0 dành cho Nongshim Redforce, nhưng Onflick đang muốn phản công lên cánh trên. Kana đã mất phản đòn từ trước đó, và anh ta đang gặp nguy hiểm trong pha này. Cố gắng khai thác điểm yếu tốc biến để có thể lùi về. Anh đang lo sợ rằng Red đang ở phía sau và không có tình huống follow up theo với cái tốc hành của mình. Anh ta tốc biến đánh một đòn rồi xong rồi. Xong đu rồi. Phản đòn làm chậm và Red mua đỏ giúp cho Red có một lượng sát thương rất lớn, và anh ta hạ sát thành công vị trí của Dudu. Và
Hagolife đang thực sự tan vỡ trong ván thi đấu này. Dâng hiến Omphic tấn công đi khu vực đứng trên không được, anh ta chỉ lấy tốc biến Kana mà thôi. Dudu tốc biến lên, kể cả đó là đòn đánh tay có chí mạng đi chăng nữa tôi nghĩ rằng cũng không đủ sát thương. Và để rồi trong một tiếng di chuyển phay check thì anh ta đã bị hạ gục. Đây, tốc độ ăn cua đến từ Dread là khá nhanh với trừng phạt. Và Omphic muốn gỡ sau khi mất cua, anh ta bật tốc hành lên để tấn công vào người của BD. Nhưng anh ta không có tốc biến, và cú làm choáng đến từ Volibear thì lại không trượt được. Lưỡi sát thương trả lại là rất lớn đến từ một con Volibear sẵn sàng tấn công chứ không phải thú săn mồi. Và thêm cả Vista di chuyển ra thì anh ta cũng bị tấn công thêm bởi một pha xử lý rất quyết đoán đến từ Airforce. Họ biết được sức chống chịu đến từ một Rayota Class là như thế nào. Và đó là một quyết định tấn công hợp lý đến từ phía Ocean Airforce giúp cho họ có được thêm một mạng hạ gục nữa. Hơi tiếc khi nó không nhường lại được cho người chơi đứng giữa của họ nhưng không thành vấn đề. Đó vẫn là những lợi điểm về mặt có được mạng hạ gục sớm. Còn ở khu vực đứng trên thì đây, kích điểm yếu tốc biến đi đến Kana, phát tốc biến theo chém tay đến từ Dudu. Nó không hề có ý nghĩa gì cả. Và trong lúc đấy thì anh ta còn đang bật tốc hành nữa cơ. Tôi cứ tưởng rằng anh ta lo sợ rằng có Dread phía sau lưng và Dudu lùi về, nhưng không, anh ta vẫn ra cái bụi cỏ đó để kiểm tra là người chơi đường trên của đối phương đã bấm bên nhà hay chưa. Phây check đó của Dudu nó khiến cho anh ta gặp nguy hiểm với cú làm choáng không thể chặt được đến từ Dread. Và điểm bảo hụt thứ ba đã có thì cho Nông Sinh Valley là tiếp tục tấn công bắt tay tốt đến từ Reta Class trong tay của Vista, và nó hoàn toàn hóa giải pha sử dụng cho mình tốc biến ma thuật và áp sát đối phương với thiên đỉnh kiếm vừa rồi đến từ hỗ trợ của Nông Sinh Redford. Cánh trên thì là áp lực kinh hoàng mà Kana anh ta đang tạo ra trước một con Trinamir của Dudu. 20 CS chỉnh lệch, nếu Dudu làm tốt hơn này thì khoảng cách đó được rút ngắn xuống khoảng tầm 10 con. Nhưng vẫn là một cái chênh lệch rất lớn mà Kana anh ta tạo ra ở cánh trên trước top laner của đối phương. Onflick tiến lên không gank thành công, thậm chí là Dudu còn phải bỏ mạng với pha phản công đến từ Dread. Những pha phản công đến từ người chơi rừng bên phía của Đông Sim đang tỏ ra là hiệu quả hơn rất nhiều. Tiếp tục là thiên đỉnh kiếm chính xác đến từ Vista, nhưng lại là cú bắt tay để có thể đẩy lui đối phương đến từ vị trí của Vista. Dread đang muốn băng trụ, cấp 6 đã có lôi thần giáng thế sẵn sàng. Và đây sẽ là một tín hiệu để khiến cho bộ đôi đường dưới bên phía của Hangolai buộc phải lùi về. Những tình huống xử lý kỹ năng tốt đến từ Vista đấy chứ. Anh ta đang sử dụng con Reta Class để counter hoàn toàn những tình huống băng vào đến từ Leona. Nhưng những cái chênh lệch trước đó mà các thành viên phía của Nosim có được vẫn đang giúp cho họ có một áp lực khá lớn. Đợt lính này nó đã bị mất đi một con xe rồi. Samdi đang di chuyển ra để đón lính với sự xuất hiện đến từ Karis bằng siêu dáng thế. Còn ở khu vực đứng trên này thì đúng là kẻ đầu nó đã bắt đầu đi hơi xa đối với Dudu rồi. Một kèo Catapic đang xử lý rất hiệu quả đến từ phía Nosim Force tại khu cánh trên. Đây có thể gọi là một ván thi đấu mà họ thắng ở cả 4 đường. Từ đường trên cho đến đường giữa và cả khu vực rừng lẫn đường dưới đều đang có những lợi điểm trên phía Ocean Red Frost. Mỗi khu vực đường một chút thì nó đang tập trung lại một lượng tiền tổng chênh lệch lên tới hơn 2.000 tiền sau khoảng chừng 8 phút vừa qua. Một thành công lớn cho phía Ocean Red Frost ở dạo đi đường. Không giữ được nộ, Dudu không thể giữ được nộ khi mà anh ta liên tục phải sử dụng quy để hồi phục lại lượng máu với những pha chặt điểm yếu rất khó chịu đến từ Kana cùng một con Fiora. Cánh trên đang là áp lực đến từ Kana, đứng giữa đang là khả năng đẩy đường tốt hơn đến từ BD, thì không có lý do gì để Dread anh ta không là người nắm tầm kiểm soát ở con sứ giả cái đầu tiên vào đấu. Và nó sẽ là sứ giả đầu để giúp cho Đông Sim cụ thể hóa những cái lợi thế ở trong giai đoạn đi đường bằng những giáp trụ, bằng những cái trụ đầu tiên của đối phương. Đủ quá khó thở ở cánh trên rồi, anh ta đang liên tục phải spam Q. Và lượng nộ của anh ta đang không được giữ, đồng nghĩa với việc sát thương của anh ta không là bao nhiêu cả. Optic có thể gặp nguy hiểm với pha cướp rừng này của anh ta với thiên đỉnh kiếm chính xác đến từ Effort, nhưng tầm hoạt động đến từ kỹ năng của BD là không đủ để có thể với. Và người chơi đi rừng bên phía của Optic, Hagolai Sport lùi về được với vị trí an toàn. Một pha cướp rừng để bù đắp lại cái việc mất sứ giả đầu, nhưng nó cũng không thể bù đắp được quá nhiều khi Dread. Tôi nghĩ rằng anh ta nên thả sứ giả khai đứt ở khu vực đứng giữa để có thể giải phóng được con Rai này của BD càng sớm càng tốt, để giúp cho BD có những pha roaming lên cánh trên hoặc là xuống cánh dưới để hỗ trợ thêm cho Ghost và Ford. Oh, đen cho Sam đi. Anh ta bắn tên lửa trúng rồi nhưng mà Ghost vẫn về được. Một tình huống cố gắng ngăn cú bấm B về của đối phương để tạo ra một đợt lính đẩy đến thế Sam đi nhưng nó thất bại mất rồi. Hoàn toàn không có chênh lệch lính nhiều giữa hai người chơi xạ thủ, như đường giữa và đường trên đang là những cái đường mà Nosy Red Frost dẫn trước khá nhiều so với bên phía Hangolai Sport. Và có lẽ vẫn sẽ lại là một thế trận nữa mà Hangolai Sport phải hướng tới giai đoạn an toàn ở trong ít phút sắp tới. Họ bị mất đi một rồng, một sứ giả và né hoàn toàn những tình huống giao tranh. Nhưng liệu rằng bên phía của Nosy có để điều đó diễn ra một cách êm xuôi hay không đây, bởi vì
Nosim đang sở hữu chất tướng để có thể tấn công cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là Volibear, một chất tướng phục vụ cho việc băng trụ một cách cực kỳ hiệu quả. 3-0 cho Nosim. Tiền chênh là 2.000 hơn. Chỉ đơn giản là dọn đi đường của họ làm tốt hơn rất nhiều so với lại đối phương và khả năng phản công đến từ Dread với những pha ganh tới từ con Hecarim của Onflick là sắc nét hơn rất nhiều. Và bây giờ thì Hang Gliding Spot sẽ phải làm cách nào để chống cái khả năng Snowball của đối phương đây, khi đường trên họ thua, đường giữa họ thua, thậm chí Dudu chuẩn bị solo kill sẽ mất từ chỗ tử thần, đơn giản là đổi chiêu cuối đến từ Kana để gây thêm áp lực về đi đường. Dudu nếu như ở lại ta có thể gặp nguy hiểm và bắt buộc phải xoay kiếm lui về tới từ top laner của Hoa Lạc Vài Sport. BD để đường rõ ràng là vượt trội hoàn toàn so với lại vị trí của Karis. Galio này không thể di chuyển sang hai cánh để có thể hỗ trợ đồng đội được. Điều này đồng nghĩa với việc là thua càng thêm thua mà thôi. Thậm chí BD đang muốn lên trên để bằng trụ với một con Shindam không còn từ chối tử thần nữa. Nhưng dừng lại một chút, gặp người bạn ở khu vực đứng giữa, trao đổi chiêu thức một chút và Karis mất ngay lập tức cho mình một phần ba cây máu. Cánh dưới thì vẫn đang là áp lực đẩy đường tốt hơn dành cho cặp Ghost và Redford. Udu đang muốn chặt vào Kana nhưng sát thương của anh ta không là bao nhiêu cả. Và quay lại trả một cái đầu kiếm thì cảm giác như Udu tụt máu không phải. Áp lực đến từ bên phía đồng xuyên phát xuống khu đường dưới đang là khá nhiều. Vista lách tốt một tình huống thái dựa san và sau đó anh ta dùng tốc biến để né luôn một cú thiên đình kiếm của Redford. Giải quyết được tình huống tấn công đối phương nhưng chắc chắn là cái trụ này bên phía đồng sim sẽ có được nó mà thôi. Sandy Vista sẽ không đủ sức để giữ nó lại và bây giờ thì kể cả là Hecarim của Onflick xuống cũng đã là quá trễ rồi. Mặc dù Galio của Karis vẫn nóng lòng trong việc dùng một cú chiêu cuối siêu giáng thế nhưng nãy giờ thì anh ta vẫn chưa có cơ hội để làm điều đó. Sứ giả có thể húc thêm một cú nữa vào trụ hai, Onflick xuống kịp và đó là cú bắt tay tốt. Effort bị giữ lại, anh ta tốc biến né thành công tình huống hoảng sợ đến từ Onflick. Anh ta bị dồn sát thương của lại chiêu cuối đưa ra đến từ Vista nhưng Ghost có chiêu cuối để ta né nó khỏi một tình huống bị khiêu khích và đây là tình huống siêu giáng thế đầu tiên trong ván đấu đến từ Karis. Nó chỉ nhằm mục đích là hỗ trợ cho các thành viên Hang Gliding Spot rút lui mà không mất mạng mà thôi. Còn ở cánh trên thì Kana bắt đầu đến khoảng thời gian mà anh ta thậm chí là bỏ qua Dudu để tấn công vào trụ một của đối phương. Cánh dưới thì là một pha thả sứ giả tôi nghĩ rất là thành công dành cho bên phía của đồng chí Redford mà thôi, khi Dread lấy về trụ một toàn bản đồ dành cho bản thân của anh ta cũng như xạ thủ Ghost và thêm vào đó là một pha gây sức ép để khiến cho Samdi và Vista mất hai cú tốc biến, một pha thiêu đốt và tốc hành đến từ Onflick được bắt buộc phải đầu tư để họ có thể rút chạy cái pha tấn công tới từ bộ ba bên phía của Đông Sim. Vẫn làm lực đi đường cực kỳ khủng khiếp mà Đông Sim tạo ra với con rồng đầu tiên của ván đấu thuộc về họ. Cánh trên thì chặt quá dị, quá rát đến từ Kana nhưng mà anh ta liên tục có những pha đâm kiếm chuẩn xác để nhắm vào Dudu cùng một con Shinamia đang cực kỳ yếu đuối ở cánh trên. Offrick vừa đi qua tầm nhìn rồi, Leona của Effort đã có mặt tại khu cánh trên và họ sẽ nhường đường trên lại dành cho Seiya của Ghost, trong khi đó thì Kana sẽ được hoán đổi vị trí xuống khu vực cánh dưới. Dạ. Một pha di chuyển đến từ Effort để ép cho Dudu bị mất đi một con xe to. Và đó gần chịu. Đó những cái áp lực đã là đủ để phía Đông Sinh nó dẫn trước tới hơn 4.000 tiền sau chỉ 14 phút đi đường. Và mặc dù có thể không có thêm lớp giáp trụ dành cho Ghost tại khu vực đường trên, tuy nhiên thì việc nếu như ăn thành công hai lớp giáp trụ cuối cùng đó vẫn sẽ là một cái công trình mang lại một lượng tiền khá khá cho phía Nông Sinh Redford trước khi họ tiến ra con sứ giả thứ hai. Nãy giờ thì tôi để ý thấy là Vista anh ta đang sử dụng một con Greta Class và cái độ hiệu quả của anh ta với những tình huống bắt tay và những cái tình huống mà anh ta né kỹ năng của đối phương là tương đối ổn. Gần như là điểm sáng hiếm hoi từ bên phía của Hawaii Sport ở trong một cái ván đấu mà họ đang bị đối phương đè nén và gây áp lực gần như là ở toàn bộ tất cả các vị trí. Đường trên thua, đường giữa cũng farm thua và bị mất thế lính rất là nhiều đến từ Karis. Đường dưới thì cũng đang là chỉ số lính chênh lệch mà Ghost anh ta tạo ra cùng trụ một toàn bản đồ trước Samdi. Ở đây có thể sẽ là hai trụ dành cho Ghost ở trước phút thứ 15 với một con Saya đang tăng tiến đồ một cách rất nhanh, giống như cách mà anh ta thể hiện ở trong ván đấu đầu tiên khi 15 phút sắp sửa là hai món rồi. Rất giàu, Ghost vẫn luôn thể hiện được cái sự ổn định của mình ở trong xuyên suốt cặp trận này với có bài Saya. Cho khi đó bên phía bên kia thì Sam đi bán theo này anh ta vẫn đang bám farm ổn nhưng chắc chắn là lượng kinh tế của anh ta sẽ không bằng. Và cái ngưỡng sức mạnh đối với Saya nó cũng đến khá là sớm. Hang Gliding Spot đang muốn ăn con sứ giả thật chăng? Họ đã kéo rất đông thành viên lên khủng cánh trên với tình huống 5v5 nhưng siêu dáng thế chưa hồi. Bên phía bên này thì Nosim đang có tất cả những cú chiêu cuối họ cần để có thể giao tranh. Trừ cái vòng xoáy không gian của BD, một chiêu cuối không mang tính chất giao tranh quá nhiều. Và bây giờ thì Hang Gliding Spot nếu như muốn giao tranh họ sẽ phải mất đi một cú chiêu cuối cực kỳ quan trọng. Thôi thì bỏ, mất rất nhiều thời gian nhưng những gì họ thu lại được có lẽ sẽ chỉ là một tình huống
đẩy đường tại khu vực đứng giữa, và thôi Kana quá cơ động để có thể bị bắt lại cho tình huống này. Sứ giả thuộc về cho Dread. Cái khả năng mở đấy từ bên phía của Hang Lion Sport thì họ sẽ cần phải phụ thuộc rất là nhiều bởi một con Hecarim của Onflick. Nhưng bảo một con Hecarim mà bắt một con Fiora, thậm chí là Kana anh ta đang muốn chặt luôn cả người chơi đi rừng của đối phương. Rất hổ báo đấy từ Kana khi mà anh ta đang có một cái sự tự tin nhất định cùng chất tướng Fiora của mình cực kỳ cơ động, và đối phương thì không có quá nhiều CC theo dạng chỉ thẳng đầu để anh ta có thể sẽ phải lo lắng. Và bản thân con Fiora cũng là một con tướng mà bạn có thể hóa giải nó một cách rất là đơn giản với một cú phản đòn chính xác. Thì đây đang là một con Fiora tăng tiến độ một cách tương đối nhanh, sát thương lên trụ đến từ bên phía của Hàn Quốc High Esports là con số không tròn trĩnh. Trong khi đó thì 2.400, 2.800 đến từ Ghost và sắp sửa là 1.000 đến từ vị trí của BD rồi. Sự chênh lệch quá lớn đến từ hai đội ở trong giai đoạn đi đường. Những kèo đấu được pick đến từ bên phía Nông Sinh Redford đang giúp cho họ có được một giai đoạn đi đường tương đối khỏe, giống như những gì diễn ra tại kèo đấu đầu tiên. Cũng tầm khoảng chừng mười mấy phút đi đường họ cũng dẫn đối phương tầm 5-6.000 tiền. Chỉ là ván thi đấu trước thì cái sức mạnh đội hình đến từ Hang Lion Sport về cuối nó cực kỳ đáng sợ. Còn ván thi đấu này tôi cảm giác như cái sức mạnh đội hình về late game đến Hang Lion Sport nó không khủng khiếp đến như vậy. Nó không phải là một Kai'Sa, không phải là một Vladimir. Và các bạn đang được theo dõi quả cầu tiết của bên phía Ocean Force từ 1.500 lên 2.400. Và sau đó là bây giờ đang lên một khoảng cách chênh lệch khá lớn, khoảng chừng 6.000. Hang Lion muốn đánh, mục tiêu họ chọn là một con Leona của Effort. Những gì mà Effort làm là đưa ra một tiếng thái dạ san và sau đó cố gắng rút lui bằng tốc biến trước pha tấn công của Hang Lion. Một tốc biến bị lấy đi đấy từ hỗ trợ của đồng chí Redford, nhưng Hang Lion thì họ cũng không cụ thể hóa được bằng cái gì cả. Áp lực thế lính vẫn như vậy mà thôi. Vẫn là áp lực thế lính ở khu vực đường giữa. Khu vực đường dưới thì Kana thoải mái đẩy. Hiện tại thì Dudu làm thế nào để anh ta có thể chạm mặt một con Fiora đã hoàn thành xong cho mình bốn diều sát thần và đang muốn về nhà và hướng lên cho mình có thể sẽ là một cái tia mát cộng thêm với món đồ thứ hai, hoặc thậm chí là tôi đang hướng tới một cái vũ hiệu tử thần ở món trang bị thứ hai mà Kana anh ta muốn hướng tới để có thể gia tăng cái khả năng trâu bò của anh ta, cái khả năng tay đôi một đối một gần như là vô đối của anh ta trên bản đồ ở giai đoạn hiện tại. Sứ giả hút được nổ cái trụ bộ ở khu vực đứng giữa của Hang Lion Esports và nó sẽ là một con sứ giả hút được hai lần, quá lợi thế dành cho đồng chí. Liên tục là áp lực đến từ phía Ocean Force để đẩy nhanh nhịp độ ván đấu cũng như là quả cầu tiết của mình mạnh mẽ hơn. Kana quyết định bỏ ngang qua cho mình đợt lính có xe to để tấn công vào Dudu. Cái thế từ nhà đến trường này giúp cho Kana ép được thành công một cú tốc hành của Dudu. Anh ta nhanh chóng quay người trở lại đón đợt lính. Rồng thì bên phía của Hang Lion bỏ rồi. Những con rồng này đi ra bây giờ đánh nhau không thể nào đánh nổi với cái chênh lệch tiền lớn như vậy. Họ sẽ cầu may. Nhưng rất tiếc đó là một tiếng tên lửa đạn đạo đến từ Samdi không giúp cho phía Hang Lion gỡ được con rồng này. Đó vẫn sẽ là rồng 3 cho phía Nông Sim sau chỉ 18 phút. 5 phút nữa, khoảng chừng 23 phút mười mấy giây. Rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu sẽ xuất hiện và nếu như Nông Sim ăn nó nhanh thì chúng ta sẽ có ván thi đấu mà thậm chí rồng ngàn tuổi xuất hiện ở trước phút thứ 30. Và đó sẽ là một cái mục tiêu lớn mà bên phía của Hang Lion thời điểm đó kể cả có muốn đánh hay không thì họ cũng phải đánh mà thôi. Không thể bỏ được. Thậm chí là đến con rồng thứ tư là họ đã phải tiến ra rồi chứ đừng nói là đợi tới rồng gần tuổi. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì làm thế nào để họ có thể di chuyển ra đây thì lượng tầm nhìn là không có. Và vừa rồi thì Samdi bắt buộc phải bắn cho mình một cái tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp để cầu may. Nhưng thông tin của anh ta có ở khu vực hang rồng là gần như là zero, là có số 0. Không có bất cứ một lượng mắt nào ở cánh dưới dành cho bên phía của Hang Lion Sport. Họ đang cần phải cử Reata Class trong tay của V-Star tiến ra. Liên tục có những pha mà đi đến đâu đặt mắt tới đấy. Chứ nếu không phải check gặp một con Volibear của Dread ở thời điểm hiện tại, gặp một con Leona với lượng hiệu ứng khổng lồ mà Edford có thể đem lại, nhiều khi V-Star có thể sẽ bị bắt lại. Cần phải di chuyển chung với nhau đến từ đội hình bên phía của Hang Lion Sport và nó vô hình chung khiến cho cái nhịp tăng đồ đến từ các con carry của họ bị giảm dần. Nãy chúng ta thấy được rằng Onflick anh ta farm rừng rất là tốt. Anh ta có được một cái chỉ số quái vật rừng nhỉnh hơn với cái khả năng dọn rừng nhanh hơn cùng chất tướng Hecarim so với Volibear trong tay của Dread. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì thậm chí là Dread anh ta đã vươn lên rồi. Và ở khu vực đường giữa thì vẫn đang là một cái chênh lệch rất là lớn mà BD anh ta tạo ra được trước Karis. Cánh dưới thì cũng đang là một cái con Saiya được nhường rất là nhiều tài nguyên với hai trụ, chính xác là ba trụ trên toàn bản đồ. Và ở thời điểm hiện tại thì các carry của Đông Sim Redford đang tăng đồ một cách quá nhanh. Kana sắp có đồ hài rồi và khi mà anh ta chạm được cái phú điệu tử thần đây. 20 phút bạn có phú điệu tử thần với món đồ thứ hai của một con Fiora. Mà Trinamia của Dudu mới chỉ sau cú phong linh thôi, quá khó rồi. Thiên đỉnh kiếm có thái dương hạ sang.
đẩy về. Liều nạ trong tay của Effort đã phải lấy bảng điểm số, có lôi thần giáng thế để khóa trụ đến từ vị trí của Dread. Anh ta là mạng thứ hai nằm xuống, Kana đang muốn cân ba. Trong tình huống này có bị hỗ trợ, trụ đã có dành cho đồng team Redfox và họ đang muốn có thêm những mạng hạ gục. Trong tình huống này Vista có thể sẽ phải tốc biến đi, tốc biến theo đến từ Kana cực kỳ khát máu. Trong tình huống này anh ta đang muốn khai thác điểm yếu của đối phương. Wow. Và mạng thứ ba đã có dành cho đồng team Redfox mặc dù họ mất hai mạng từ rất sớm, đó là Dread cũng như Effort. Fiora của Kana đã thực sự trở thành một thế lực trên bản đồ với những tình huống càn vào tiến sau đối phương như chốt không người. Vừa rồi là pha đánh giữa hai trụ đối phương đến từ đồng team Redfox thực sự là như vậy. Những người chủ động là Hangwon Esports, họ có vẻ như bị mất kiên nhẫn rồi. Họ đã không muốn mất đi những mục tiêu của mình một cách dễ dàng và họ quyết định mở một tiếng giao tranh trong lúc đối phương đang tấn công trụ hai của họ tại khu đường giữa với pha băng vào đến từ Onflick. Kết hợp cùng với một loạt hiệu không chế đến từ phía của Hangwon Esports, họ nhanh chóng có được hai mạng của hai người chơi chống chịu đối phương, đó là Dread cộng với Effort. Chúng ta cùng nhìn lại pha mở rất đẹp. Đây là một cú chiêu cuối được trồng vào rất hiệu quả đến từ cả Vista lẫn cả Galio của Karis nữa. Và gần đó hiệu không chế khiến cho Effort gần như nằm xuống rất nhanh và kể cả là một chống chịu như Volibear nữa. Nhưng sau đó thì những carry đến từ Đông Sim lên tiếng. Đầu tiên là Ghost, sau đó đến Kana và cả BD nữa. Họ có quá nhiều sát thương, họ có quá nhiều chỉ số chống chịu. Và họ đánh giữa hai trụ đối phương mà không hề nào đúng một chút xíu nào cả. Họ gỡ lại được lợi thế cho đồng đội của mình nằm xuống trước đó. Và họ có mà gục, họ có cả trụ nữa. Một nỗ lực phản công đến từ Hangwon Esports nhưng có vẻ những gì họ thu lại được nó thực sự không thấm là bao. Có thể coi cái pha combo đến từ phía Hangwon Esports là phục vụ combo được, bởi vì cú bắt tay của Vista nó khiến cho hai thành viên của Dongxin bị giữ chân lại. Sau đó là một pha siêu giáng thế đáp xuống, cùng lúc đó thì cái bóng ma kỵ sĩ của Onflick được trồng vào và thêm một cú siêu cuối hấp chất điên loạn đến từ Vista được tung ra. Cái khoảng thời gian CC đến từ bên phía của Hangwon Esports là cực kỳ lớn và khiến cho bộ đôi bên phía của Dongxin Redfox mặc dù là những con tướng khá là trâu và lôi thần giáng thế đã được Red sử dụng trong pha đó để khóa trụ không cho sát thương đến từ trụ hai bên phía của Hangwon Esports chạm được vào các thành viên của Dongxin. Nhưng vẫn là hai điểm hạ gục dành cho Hangwon Esports. Nhưng cái cách mà bên phía Dongxin phản công với khả năng gạt lướt đến từ một con Fiora của Kana là quá dữ dội, còn thế ở khu vực đường dưới thì thôi. Hiện tại không có cửa để cho Dudu anh ta có thể lại được nữa. Một kèo đầy lẻ chênh lệch quá lớn và Kana thậm chí bỏ qua trụ để tấn công Dudu. Trước đó thì anh ta bỏ qua Dudu để tấn công trụ và sau đó thì thấy Dudu yếu máu. Anh ta bật chiêu cuối và khiến cho Dudu mất đi cho mình tốc hành cộng với cả từ chối từ thần với mục đích duy nhất chỉ để rút lui mà thôi. Và thậm chí cả cung phong linh nữa. Và khi Dudu về thì cái trụ nó nghiễm nhiên thuộc về cho Kana, lại là một tiếng tạt ra đến từ Kana, áp lực là khá lớn. Vista cộng với 4 thành viên Hangwon đang xuống để cứu trong tình huống này. Kana đã bất trình phản đó, tiếp bị làm chậm lại rồi không có tốc biến nữa. Cơ hội để lấy mạng dành cho bên phía của Hangwon mở ra. Kana đang bị tấn công bởi 5 thành viên đối phương và chắc chắn đó sẽ là mạng nhường lại dành cho... Ồ, không được. Nhường cho Sabi là tốt nhất nhưng mà không nhường được. Thôi thì Kana chấp nhận hy sinh. Đồng đội của anh ta sẽ có dòng 4. Thì là Hedgehog còn chắc cú đến cái bước mà đứng trước cửa hàng rồng để chắn cái cú tên lửa đạn đạo sử kiếp đó từ vị trí của Sam đi. Kana đã mất phản đòn ở pha mà anh ta muốn làm chậm Dudu. Và đó là tín hiệu không thể tuyệt vời hơn để shut down con Fiora. Đánh thực sự là cực kỳ tự tin của Kana này. Làm chậm thành công, thảo sợ thành công, khiêu khích thành công, mọi thứ thành công. Và Kana nằm. Đó là một mạng hạ gục dành cho phía Hangwon Esports nhưng... Nó thực sự chưa thể nào là một mạng gục mà họ có thể thay đổi cục diện được tình hình hiện tại với những cánh để lại thua. Với một lượng chênh lệch tiền quá lớn và một linh hồn rồng không thể nào khỏe hơn dành cho những vị tướng có khả năng băng vào. Fiora, Leona hay là Volibear rất thích linh hồn rồng nước, họ sẽ có một khả năng hồi phục tương đối ấn tượng. Nhìn sang bên phía bên kia thì những gì mà Hangwon Live có bây giờ chỉ có một vị trí không, chính xác là hai. Là Dudu cộng với Karis có được cái giảm hồi máu. Nhưng liệu rằng... giảm hồi máu sẽ giúp được cho bên phía của Hangwon Esports giảm khả năng hồi phục của đối phương đến đâu đây? Trước một đội hình có quá nhiều khả năng hồi phục của đối phương, Ghost bị tấn công, anh ta còn chiêu cuối mà, anh ta không còn tốc biến nữa, anh ta dùng chiêu cuối hơi sớm thì phải, anh ta nằm xuống chắc chắn là như vậy. Tiếp tục lại là mạng dành cho Flick, siêu giáng thế đã bị ngắt rồi, BDD vẫn đang trưởng EQ liên tục, Kana vòng ra phía sau, người được nhắm tới là Samdi, kích hoạt điểm yếu không được, và đó là tình huống lên bảng điểm số đến từ Samdi khi mà không kịp hàng của Kana trước đó, không có cứu cánh. Lôi thần giáng thế theo đến từ Red, họ tìm kiếm mạng gục đến từ Dudu vòng xoáy không gian đến từ BDD, tốc biến của anh ta còn thậm chí không cần tốc biến. Đó là triple kill dành cho người chơi đứng giữa của đồng team Redfrost, trong khi đó Vista và Redfrost, cuộc chiến này có lẽ chỉ là cuộc chiến giữ chân nhau lại mà thôi. Việc có một mạng gục solo kill là điều tương đối khó. Redfrost sẽ không cho Vista về đơn giản là như vậy, không không, thậm chí là anh ta
Bởi vì là Ghost đã phải lên bảng điểm số trước đó nên ông Sim chưa thể kết thúc bản đấu được và họ sẽ tiến ra một cái mục tiêu nó mềm hơn. Đó là con Baron đầu tiên của bản đấu ở phút thứ 26 sau một cái tình huống mà quét 4 người của đối phương. Onfix còn sống nha. Anh ta đánh hoa soi sáng, phát hiện tình huống ăn Baron không quá nhanh của đối phương, tiến ra gặp Effort bị giữ chân lại bởi một pha giật trỏ. Onfix vẫn đang cố gắng để có thể làm một cái thứ gì đó ở đây, nhưng liệu anh ta có vào được hang Baron hay không? Chiêu cuối chưa có hồi lại. Karik sẵn sàng với tình huống mà hỗ trợ đồng đội. Thông đổ đến từ Ghost không phải xuống hang Baron mà anh ta đi một đường vòng khá là xa, nhưng trưởng rất đau đến từ BD. Onfix thấp máu bắt buộc phải lui về. Gọi sống không thành công đến từ vị trí của Dread. Và Đông Sin sẽ tiếp tục duy trì cái sức ép ở khu hang Baron mà thôi. Khó rồi. Rất khó ra. Onfix vừa phải trừng phạt và con cóc để hồi máu. Và bây giờ thì anh ta sẽ có lại trừng phạt sớm thôi. Thêm cái trừng phạt nữa đến từ BD. Thì chúng ta đã có tổng cộng 3 cái trừng phạt trên toàn bản đồ. Nông Sim quyết định đánh cửa trở ra. Onfix bốc hơi rồi. Hết trừng phạt đến từ bên phía Hang Wildlife Sport. Karis kẹt lại với cái đồng hồ của anh ta. Vi sát tốc biến về giữa đường đối phương để thoát khỏi Kana. Tránh vỏ dưa thì gặp ngay vỏ chuối rồi. Và đó là tiếng Sam đi cũng đã bị chặt chém liên tục. Ma hạ gục dành cho Kana double kill. Dành cho đường trên của Nông Sim, anh ta tìm kiếm cú triple kill bằng pha tốc biến lên chém vào người của Dudu. Dudu kích hoạt tốc hành và cung phong linh và anh ta có lẽ sẽ rút lui được với từ chối tử thần. Nhưng chiến thắng thì nó không đi đâu xa khỏi tay của Nông Sim cả. Một loại Baron cộng kèm thêm đó là linh hồn dòng nước sẽ giúp cho Đông Sim end game ở phút thứ 27 này mà thôi. Một kiếp đấu quá áp đảo từ Đông Sim Rapport ngay từ giai đoạn đi đường thì họ không cho Hang Wildlife Sport bất cứ một cơ hội nào cả. Một pha rất hiến đến từ Dudu với từ chối tử thần, nhưng thậm chí là chấp cho anh ta hai cái từ chối tử thần thì cũng sẽ không có bất cứ một thành viên nào bên phía của Đông Sim Rapport sẽ phải lấy bảng điểm số. Đây sẽ là một chiến thắng dành cho Đông Sim Rapport và họ hoàn thành ngày thi đấu cuối cùng của mình ở giai đoạn vòng bảng của LCK mùa xuân 2022 với chiến thắng 2-0 trước Hang Wildlife. Chiến thắng ngắt đi chuỗi trận thất bại lên tới con số 5 trận của các thành viên Đông Sim Red Force, và họ đang muốn tận hưởng thêm một chút những giây phút cuối cùng của mình ở tại LCK mùa này bằng một bữa tiệc mà hạ gục trăng. Họ có được cú double kill dành cho Kana, nhưng bên phía bên kia double kill có dành cho vị trí của Onflick. Tiếp tục là tình huống bắn đến từ Samdi nhưng anh ta bắn không nổ. Triple kill dành cho Kana. Có ai muốn tham gia tình huống quát ra này không đây? Đó là một tiếng bấm đồng hồ đến từ Red và không có quát ra. Kana đã dứt điểm nhà chính của Hang Wildlife Sport và qua đó có được điểm thứ 5 sau khi kết thúc trận vòng bảng của LCK, nhằm giải tỏa một chút về tâm lý cũng như hướng tới trận mùa hè. Đây sẽ là một chiến thắng tôi nghĩ rằng đúng là giải tỏa thật dành cho Đông Sim Red Force sau một cái chuỗi trận mà họ bị ảnh hưởng quá nặng bởi Covid-19 và không thể trở lại ở trong giai đoạn lượt về với các thành viên liên tục bị con virus này nó hành hạ. Và đây sẽ là một trong những cái ván đấu để giúp cho Đông Sim Red Force cải thiện hơn về mặt tâm lý, để giúp cho họ tiến sang một giải tiếp theo, một giải mùa hè 2022 một cách tự tin và thoải mái hơn. Một chiến thắng trước Hang Wildlife Sport, đội đang đứng ở cuối bảng xếp hạng. Và đó cũng là những